Ronaldo và Messi vẫn duy trì vị thế của hai ngôi sao hàng đầu, nhưng hiệu suất thi đấu trong năm 2020 thì có dấu hiệu đi xuống. Trong năm 2020, Ronaldo ra sân 39 trận trên mọi đấu trường cho Juventus. Thời gian thi đấu của CR7 bị gián đoạn do chấn thương và 2 tuần cách ly vì dương tính với Covid. Trong khi đó, Messi cũng thường xuyên chấn thương trong đầu năm 2020 và thi đấu 44 trận. Ronaldo ghi 39 bàn cho Juventus. Riêng ở Serie A mùa này, CR7 đã ghi 12 bàn. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Không thể bàn cãi khi nói Cristiano Ronaldo là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu thế giới. Và không khó để ta tìm kiếm những bàn thắng tuyệt đẹp được ghi trong suốt sự nghiệp vẻ vang của cầu thủ này. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn thưởng thức lại những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của Ronaldo ghi được trong các trận đấu. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại, là một tiền đạo với khả năng săn bàn khủng khiếp, xô đổ mọi kỷ lục của bóng đá thế giới. Chính vì thế, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm một bàn thắng solo đỉnh cao của CR7 trong những trận đấu trong quá khứ của anh. Và đây là một ví dụ điển hình. Một pha bóng vượt qua tới 4 cầu thủ bên phía Real Sociedad của số 7 bên phía Real Madrid để rồi tung cú dứt điểm quyết đoán mang về bàn thắng cho đội chủ sân Bernabeu. Một tình huống tạt bóng vào bên cánh phải của Juventus, Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Emil Audero bên phía Sampdoria, cú bật nhảy tới 71cm so với mặt đất và đánh đầu ở độ cao 2,56m đã khiến người xem cảm tưởng như Ronaldo đang bay lên không trung và thể hiện sự trầm trồ thán phục về pha bóng phi thường của cầu thủ đã 35 tuổi. Ronaldo luôn là tiền đạo gieo rắc nỗi kinh hoàng đến mọi hàng phòng ngự đội bóng mà anh đối đầu, và một đội bóng lớn như Barcelona cũng không phải ngoại lệ. Một tình huống đi bóng từ cánh trái quen thuộc từ từ tiến đến vòng cấm của Barca, mở góc và tung cú dứt điểm trái phá khiến pha bay người hết cỡ của thủ thành Stegen chỉ càng tô điểm thêm cho siêu phẩm của CR7. Trong thời kỳ Ronaldo còn trong màu áo của Real Madrid, mỗi khi Real và Barcelona đối đầu nhau, CR7 luôn mang lại những ký ức không mấy vui vẻ gì với Barca. Đặc biệt là trận đấu chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2010-2011 giữa hai đội, khi mà ở phút 12 của hiệp phụ thứ nhất, từ quả tạt bên cánh trái của Di Maria, Ronaldo bật cao đánh đầu hạ gục hoàn toàn thủ thành Pinto. Một bàn thắng quyết định số phận trận đấu đã đưa Real Madrid lên ngôi vương ngay trước đối thủ không đội trời chung của mình. Khả năng xúc phạt hàng rào của Ronaldo luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm của mình, đặc biệt ở những tháng ngày anh còn đang ở độ tuổi sung sức. Và đây là một cú sút điển hình như vậy. Đứng trước chấm đá phạt với tư thế quen thuộc,
CR7 chạy đà tung cú sút kiểu núp cua bồn, đưa bóng đi với quỹ đạo khó đoán, với lực rất căng. Cho dù bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành bên phía Real Sociedad, nhưng do bất ngờ, anh chàng thủ môn này cũng không thể kịp phản ứng và chấp nhận để bóng bay vào lưới. Ở ngay phút thứ 3 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và quần đảo Faroe vòng loại World Cup 2018, ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng áo màu bã trầu Cristiano Ronaldo đã khiến khán giả phải bất ngờ trước pha xử lý đỉnh cao của mình. Một pha bắt volley rất chính xác sau đường tạt bóng từ đồng đội bên cánh phải đưa bóng ghim thẳng vào khung thành Faroe. Một pha bóng có lẽ chỉ người xem mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều ở cầu thủ số 1 thế giới hiện tại. Thời còn khoác áo đội bóng Manchester United, mỗi khi Cristiano Ronaldo có cơ hội đứng trước cú sút phạt hàng rào thì có lẽ mọi thủ môn đối phương đều tỏ ra rất e ngại. Những cú sút phạt nã đại bác của anh đã trở thành thương hiệu thời bấy giờ, và đây là một khoảnh khắc đã nói lên tất cả. Một cú sút xé lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Sunderland khi thủ môn này có lẽ chỉ biết đứng nhìn. Khi mà Bồ Đào Nha đang vật lộn tìm bàn thắng gỡ hòa trước Hungary, thì ngôi sao được chú ý nhất bên đội bóng áo xanh đã lên tiếng. Từ đường chuyền vào tầm thấp của Mario, siêu sao sinh năm 1985 dứt điểm đầy tinh tế, đưa bóng đi góc xa, không cho thủ môn đối phương một cơ hội cản phá. Cuộc đua tỷ số ngạt thở của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vòng bảng World Cup 2018 xứng đáng là trận đấu hay nhất lịch sử World Cup. Một trận đấu có tới 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội. Và Ronaldo chính là cầu thủ đã ấn định một bàn thắng kết thúc trận đấu gây cấn như vậy bằng cú sút phạt hàng rào đưa bóng đi vào góc cao trước sự bất lực hoàn toàn của thủ thành De Gea. Một bàn thắng hoàn tất cú hat-trick đỉnh cao của siêu tiền đạo người Bồ trong trận đấu ấy. Và đây có lẽ là bàn thắng đứng đầu trong các siêu phẩm của Ronaldo có được trong sự nghiệp. Một cú ngã người vô lê xuất thần khiến cả sân vận động Allianz phải câm lặng. Một pha bóng khiến cả huấn luyện viên Zidane cũng không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra. Một bàn thắng được sự tán thưởng ngay cả các cổ động viên bên phía Juventus. Như vậy, chúng ta vừa được theo dõi lại những tình huống xuất thần, những bàn thắng đỉnh cao do siêu sao Cristiano Ronaldo tạo ra. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó chính là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.